luật sư của nhà báo Nguyễn Đức Hiền kiến nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Sau hơn 4 tháng gửi đơn tố giác và đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng mà vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiền, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đơn kiến nghị, sau khoảng thời gian nộp đơn, ông Hiền được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương mời làm việc 2 lần để giải quyết đơn tố giác nêu trên. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhưng cá nhân ông Hiền vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào về kết quả giải quyết, mặc dù thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã hết theo quy định tại khoản 1, 2, điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Theo các luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Hiền, việc chậm trễ giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định đã khiến bà Hằng lầm tưởng rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội. Điều này khiến bà Hằng tự tin, tiếp tục và ngày càng tăng số lượng, tần suất livestream để nhục mạ, vu khống cá nhân ông Hiền, nhiều người khác. Đặc biệt nghiêm trọng khi nội dung bịa đặt, lan truyền sai sự thật của bà Hằng không chỉ gói gọn tấn công ông Hiền hay cá nhân khác, mà vẫn luôn nhắm vào các tổ chức báo chí trong nước. Việc đề nghị khởi tố nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và ngăn chặn những hậu quả nặng nề có thể xảy ra trong tương lai đối với ông Nguyễn Đức Hiền, các cơ quan báo chí và cả chính quyền, các luật sư nhấn mạnh. Vì vậy, các luật sư kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đảm bảo thời hạn giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng quy định của pháp luật, ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của bà Hằng theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Đức Hiền đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2021, ông Hiền tiếp tục có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về việc làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Trong đơn, ông Hiền cũng đề nghị cơ quan tố tụng có biện pháp buộc bà Hằng chấm dứt hành vi phát tán các nội dung xúc phạm cá nhân ông và các cơ quan tổ chức cá nhân khác.